Cùng Anh Ăn Một Bữa Ăn Ngon là bộ phim ngôn tình ngọt ngào với sự tham gia diễn xuất của Cao Hãn Vũ và Trịnh Tư Hoàng. Thuộc thể loại tình cảm đồ thị, lấy đề tài ẩm thực quen thuộc của điện ảnh Hoa ngữ. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Dư Hạo và Tô Khả Nam. Dư Hạo là sếp lớn của Tô Khả Nam, anh mù tịt về nấu ăn, thậm chí trong nhà cũng không có phòng bếp. Với mong muốn cải thiện bản thân về lĩnh vực ẩm thực, anh đã tài trợ một chương trình thực tế về ẩm thực với yêu cầu mình chính là người được trải nghiệm nó. Thế nhưng, bản thân anh đặt thành quả quá cao nên đã gây ra rất nhiều rắc rối, đặc biệt là cách quay lén khiến cho ekip chương trình vô cùng khó xử. Để chấm dứt thói quen xấu này của anh, Tô Khả Lam đã tình nguyện làm giáo viên hướng dẫn nấu ăn riêng cho Dư Hạo. Sau một thời gian cùng nhau nghiên cứu và học tập, trình độ nấu nướng của Dư Hạo ngày càng lên tay, hai người cũng hiểu về nhau mọi mặt, dần dần cảm mến đặc biệt đối với đối phương. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.